TV xin kính chào quý anh chị cô chú khách hàng. Hôm nay em đang có mặt tại hẻm 336 đường Nguyễn Văn Luân với anh chị cô chú. Ở đây là thuộc phường 9 quận 6. Và tại con hẻm này em sẽ giới thiệu đến quý chị cô chú một căn nhà trên mặt tiền hẻm này. Thì nhà của mình hiện tại đang kinh doanh spa làm đẹp quý anh chị cô chú. Và hẻm của mình là hẻm 8m, thì hẻm sẽ thông ra đường Nguyễn Văn Luân, ra ngoài sau là đường Lò Gốm quý anh chị cô chú. Và căn nhà em muốn chia sẻ với quý anh chị cô chú có diện tích khá là lớn luôn. Và nhà được xây mới hoàn toàn nha. Thì căn nhà bên tay phải đây là căn nhà muốn chia sẻ. Bây giờ em qua bên trước mặt nhà để cho mọi người xem. Đây là căn nhà muốn chia sẻ với chị cô chú. Thì hiện tại đang cho thuê kinh doanh spa với chị cô chú. Và nhà của mình có diện tích mặt tiền nè. Quý chị cô chú nhìn thấy là chiều ngang 5m và chiều dài vô trong của mình là 19m. Thì sâu vào bên trong nó sẽ nở hậu bẹt ra. Ngoài sau nó là cái diện tích ngang ngoài sau đó là 68 của chị cô chú. Thì được xây dựng là một lửng 3 lầu sân thượng nha. Thì mình có tổng cộng là bên trong kết cấu là có 8 phòng ngủ, 8 nhà vệ sinh. Nhà mới hoàn toàn luôn. 8 phòng ngủ thì sẽ có một cái phòng lớn ở trên tầng lửng. Phòng nó rất là to luôn quý vị, nó khoảng 40m². Thì tổng diện tích đất mà nhà này xây dựng là 106,4m². Mặt tiền hẻm của mình là mặt tiền hẻm kinh doanh nha. Xe cộ qua lại rất là đông đúc nha quý chị cô chú. Hiện tại em quay cái giờ này thì nói chung là nó tầm khoảng là 4:30 chiều. Chưa có đông lắm. Quý chị cô chú mà đi tầm khoảng giấc sáng là khá là đông luôn. Giờ này tầm khoảng 5:30 thì đông hơn. Thì bây giờ em mời mọi người bây giờ em chỉ gọi đây nè, cái hướng này nè, hướng này là hướng ra đường Nguyễn luôn nè quý chị. Mình đi là ẵng có khoảng 100m là có hai cái chung cư rất là lớn luôn. Chung cư của mình có tầm khoảng là 400-500 căn hộ gì đó quý chị. Rồi bây giờ em mời quý chị cô chú đi theo em vào bên trong. Sau đó em sẽ chia sẻ với chị cô chú cái giá mà chủ nhà đang muốn bán nha. Bây giờ đi vào bên trong trước, chia sẻ cái nội thất kết cấu. Và đầu tiên thì mời quý chị cô chú nhìn lên trên cái nhà trước nha. Nhìn xem thử cái mặt tiền nhà ngoài trước. Rồi sau đó đi theo em vào bên trong nha quý chị cô chú. Rồi mời mọi người đi theo em vào bên trong để xem nhà nha. Đi thẳng ra sau. Đây là cái phần tầng trệt mọi người đang hoạt động là spa của chị. Chị em đi cho em xin đi lên trên luôn nha. Dạ, dạ, dạ. Ở dưới tầng trệt của mình có một phòng. Đây nè. Phòng này thì nó gọn gọn, bề ngang nó tầm khoảng là 3m rưỡi, dài khoảng chắc gần khoảng 5m rưỡi, 6m, 5m rưỡi. Phòng cũng khoảng 18m², cũng khá rộng đó nha. Rồi ở đây thì mình có một cái nhà vệ sinh nằm ở dưới chân cầu thang. Cầu thang của mình thì được đặt ở cuối nhà nha quý anh chị cô chú. Bây giờ mời mọi người đi lên trên. Thì tí nữa em sẽ quay lại cái phần ở dưới tầng trệt cho mọi người. Ở trên qua cái nha. Đây là phòng của tầng lửng mình. Đây. Nói chung là nhà thì được thiết kế theo cái kiểu mà kinh doanh spa. Cho nên là bố trí theo phòng là đa số là phòng suông rộng hết. Ở đây có đặt giường chăm sóc spa nó 4 cái. Một bộ ghế salon nằm bên đây. Nhà vệ sinh của mình thì nó nằm ở phía cuối. Phía cuối đây. Đây. Đây quý anh chị. Một bên là nhà vệ sinh, toilet. Một bên là phòng tắm. Mà chủ nhà chủ yếu để là làm cái kho quý anh chị. Nhà vệ sinh cũng khá đẹp nha. Đây, cho mọi người xem thử.
Đó. Rồi quay quay qua đây kia luôn. Quay 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 ra được quay. Ra đây luôn. À. Chào anh chị, cái chỗ này có một cái bộ ghế salon này. Một cái bàn trang điểm. Và đây có một cái tủ. Cái tủ là tủ đựng. Rồi. Rồi bây giờ đi lên trên nha quý anh chị cô chú. Mình đi lên trên mình xem từng lầu lên trên luôn. Ở trên lầu này thì mình sẽ có hai phòng lớn nha quý vị. Đây, một phòng này nó nằm bên tay trái và một phòng nằm phía ngoài. Thì em sẽ cho mọi người xem cái từng phòng luôn. Bây giờ đi ra phòng phía ngoài trước nha. Đây là phòng phía ngoài của chị cô chú. Phòng phía ngoài của mình thì phòng này nó chắc diện tích gần bằng cái phòng phía dưới á. Cái nhà vệ sinh thì nằm phía cuối này. Còn diện tích phòng đây. Mình có một cái ban công đi ra nha. Ban công đi ra ngoài. Rồi nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh này nó cũng giống giống như cái nhà vệ sinh ở dưới, gọn gọn. Rồi bây giờ dễ đi qua phòng bên đây. Bây giờ mình đi ra phòng bên hông của nó. Phòng này. Phòng bên hông này thì cũng có bốn cái giường nhỏ nhỏ trong để gội đầu, giống giống cái phòng ở dưới. Cái nhà vệ sinh thì nó nằm bên phía ngoài, đầu đít với cái nhà vệ sinh của cái phòng phía trước bên chị cô chú. Đó. Rồi bây giờ đi lên lầu trên luôn nha. Nãy giờ là ba phòng rồi. Lầu này thì sẽ có 3 phòng. Lầu này có 3 phòng. Thì đây một phòng nè. Đây là phòng ngủ nha. Đây một phòng nữa là hai phòng ngủ. Thì đang có người cho nên là em không có mở cửa đi vào trong. Em chỉ đi ra ngoài phòng phía trước thôi cho anh chị cô chú. Phòng đó là cũng khoảng tầm khoảng 16 mét vuông một phòng nha anh chị. Đây cũng là một phòng ngủ nhưng mà phòng này không có người cho nên mở vào trong xem được. Và ngoài phòng này có ban công đi ra ngoài. Thì nhà vệ sinh nó nằm đây. Phòng này nhà vệ sinh lớn nha. Đó. Rồi thì phòng này đi ra thử ban công ra ngoài nha. Đây mời mọi người đi ra ngoài ban công. Mình có ban công nó khoảng 2 mét. 3 ô gạch 6 tấc, 6 tấc. Với lại một miếng khoảng 2 tấc nữa. Là ban công của mình nó có chiều ngang khoảng là 2 mét 2 quý vị. Tính luôn cái bờ. Là nó khoảng 2 mét 2 là ban công. Bây giờ mình sẽ đi lên trên lầu trên luôn, là lầu cuối cùng. Đó là sau đó em sẽ chia sẻ cho quý vị cô chú biết cái giá nhà và cái sổ hồng thì pháp lý như thế nào nữa. Đó, rồi bây giờ mời mọi người đi theo em lên lầu trên. Rồi đây là lầu trên cùng. Thì lầu trên cùng này sẽ được đặt bếp. Bếp ở đây. Bếp phòng ăn là nằm đây. Đó. Bếp nằm đây là cái nhà vệ sinh thì nằm ở cuối cùng. Đó. Rồi, còn phía ngoài mình sẽ có một cái phòng ngủ và một cái sân thượng nha. Bây giờ quay cái phòng. Phòng này hay phòng để cho nhân viên ngủ. Đây. Phòng nhân viên đây. Anh chị cô chú nhìn. Thì giường tầng giường đôi. Đây là để cho nhân viên. Còn đây là sân thượng ban công phía ngoài của mình. Có Quan Âm mùa rác các bạn. Ở trên có thờ Quan Âm cho nên em vừa chào Quan Âm với chị cô chú. Đây là cái phần sân thượng của mình nha. Sân thượng rất là rộng luôn. Thì cái lầu của mình có ốp mái chuồng cu ra ngoài đây luôn. Đây. Cái nhà này á, hiện tại á là sổ hồng hoàn công đầy đủ luôn. Cái diện tích phía ngang phía ngoài nè là 5 mét, chạy dài vào trong 19 mét thì nó nở hậu là 6,8 mét. Tổng cộng diện tích đất của cái sổ hồng mình á là 106,4 mét vuông.
thì xây dựng của mình là trệt lửng 3 lầu có sân thượng. Đấy. Thì bây giờ hiện tại chủ nhà đang muốn chia sẻ với cái giá bán là 16 tỷ 300 triệu đồng nha quý anh chị cô chú. Thì giá này còn thương lượng. Và quý anh chị cô chú mà có nhu cầu muốn mua căn nhà này, muốn xem căn nhà này thì liên hệ trực tiếp số điện thoại phía dưới của em là 0909049383. Gặp em là Phú sẽ hỗ trợ cho quý anh chị cô chú đi xem căn nhà này nha. Còn còn bây giờ chắc em mời quý anh chị cô chú xem lại cái phần tại sao mà cái nhà này em nói là cái mặt tiền hẻm mà mặt tiền kinh doanh khá là đông đúc. Thì cho mọi người xem lại cái phần hẻm phía dưới và kế bên mình có mấy cái chung cư rất là lớn luôn. Đây, đây là hướng ra Nguyễn Văn Luân. Hướng ra Nguyễn Luân nè. Đó quý anh chị. Cách mình 50m. Đó, có một khối chung cư khá là lớn, em không biết chung cư gì. Rồi kế đó nó là chung cư mới vừa hoàn thiện xong. Đó là cách 100m chung cư mới hoàn thiện xong. Cũng là thông ra cái hẻm này luôn. Rất là lớn luôn. Rồi hướng ra ngoài khoảng chừng 200m á là đường Nguyễn Văn Luân, là theo cái hẻm này. Đó. Còn xa tí nữa là Him Lam Chợ Lớn. Him Lam Chợ Lớn thì bên đó thì nó đi cái đường lò gốm phía sau qua đây. Còn cái hẻm mình hiện tại là cái khu dân cư của mình khá là đông đúc. Xe cộ khá là đông đúc, nhà cửa đông đúc. Ở đây hẻm kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề luôn. Nhà diện tích lớn. Bên quận 6 mình hiện tại quý anh chị cô chú, cái diện tích mà hẻm kinh doanh thì giá của nó hiện tại cũng dao động từ khoảng từ 120 tới 150 một mét vuông đất rồi quý anh chị cô chú. Rồi clip của em đến đây cũng xin phép tạm ngưng nha quý anh chị cô chú. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị cô chú ở một clip sau nha.